Pro hoàn toàn mới nhưng giá chát. Đầu tháng này, 9to5Mac đã đưa ra bằng chứng là hình ảnh của cặp AirPods mới được thiết kế lại, với đặc điểm nổi bật là khả năng khử tiếng ồn tốt hơn. Mới đây, báo cáo từ China Economic Daily cho biết, một phiên bản AirPods mới sẽ được Apple trình làng vào cuối tháng 10 này. Tai nghe AirPods mới được tiết lộ với tên gọi AirPods Pro. Điều này khá phù hợp vì Apple gần đây đều dùng yếu tố Pro gắn cho tên gọi MacBook, iPad, iPhone mới. Về giá AirPods mới được dự đoán ở mức 250 đô la Mỹ. Mức giá này của AirPods Pro cao hơn 50 đô la Mỹ so với bản AirPods thế hệ thứ hai có giá 199 đô la Mỹ, bản sạc không dây và cao hơn 100 đô la Mỹ so với AirPods hai bản dùng sạc thường. Bù lại AirPods Pro có thiết kế mới cao cấp hơn, dùng chất liệu kim loại nhiều hơn thay vì nhựa. Đáng chú ý là tính năng chống ồn, chống nước, chip âm thanh thế hệ mới và công nghệ Bluetooth với phạm vi kết nối rộng hơn. Trên thực tế, các nhà sản xuất phụ kiện đã bán các vỏ AirPods thế hệ thứ ba trên Amazon. AirPods thế hệ thứ hai được phát hành dưới dạng thông báo báo chí đơn giản trên website của Apple, nhưng AirPods mới có những thay đổi lớn về thiết kế và tính năng, xứng đáng với việc được giới thiệu trên sân khấu. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ giấy mời nào của Apple được gửi tới báo chí và giới công nghệ, nên chưa rõ liệu Apple có tổ chức sự kiện tiếp theo của mình trong khoảng thời gian còn lại của năm nay hay không.